Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phía Tây, huyện Châu Đức nằm trong vùng chức năng công nghiệp cảng biển thuộc trục động lực kinh tế công nghiệp logistics cảng biển dọc cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu và đường dành thai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài hai khu công nghiệp hiện hữu là Sunadisi Châu Đức và Đá Bạc, địa phương có thêm 6 khu công nghiệp với diện tích 6.200 hectare, qua đó có diện tích phát triển công nghiệp tập trung lớn nhất của tỉnh triển khai quy hoạch của tỉnh huyện châu đức đã và đang thực hiện các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng để nhanh tiến độ lấp đầy khu công nghiệp tháo gỡ vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ doanh nghiệp thứ cấp sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác tuyển dụng lao động đào tạo nghề bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt huyện luôn xác định thu hút đầu tư chất lượng cao có chọn lọc tạo việc làm cho lao động địa phương nhưng bảo đảm thân thiện với môi trường giữ được huyện châu đức xanh